Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bicanobit. Hôm nay mình sẽ review về chiếc sao card SSL 2+. Thì đúng ra là mình sẽ làm một cái clip so sánh về cái Complex 6 và nó và SSL 2+, nhưng mà cái Complex 6 bay nhanh quá, mình vừa đăng bán là bán được luôn rồi. Thì thôi, không làm mất thời gian của các bạn. Mình vào chi tiết nhé. Nào em nói. Đây, em ở đây. Để mình zoom lên tí cho dễ thấy. Mình tắt đèn luôn nha các bạn, cho dễ nhìn. Ủa, tắt đèn dễ nhìn không? Em mở ra dễ nhìn không? Đây, mở lên đi. Rồi. Thì đây. Cho các bạn nhìn ngắm giao diện của nó. Cái hình thức của nó. Khi mà để lên trên bàn thì nó sẽ hơi dựng đứng lên tí, nhìn cũng xinh. Đây, để lên bàn đó. Rồi đây, để vậy để các bạn dễ nhìn hơn nha. Thì cái cảm nhận ban đầu á, nó khá là đẹp, nó khá là sang, nhưng mà lúc mà các bạn cầm lên á thì nó rất là nhẹ, nó cực kỳ nhẹ luôn. Nếu như so sánh của cái tầm giá của mức của nó hiện tại là 7 triệu rưỡi thì nó còn một cái ID 14 thì cũng tầm khoảng 14 MK2 các bạn, cũng tầm khoảng 7 triệu, và Complex 6 MK2 thì tầm khoảng cũng 7 triệu luôn, tầm khoảng đó. Thì nếu mà so sánh ba con á thì về cái hình thức nhìn bên ngoài á thì mình thích nhìn hai con kia hơn, nhất là thằng Complex. Complex nó đen thui, mình thích màu đen đó. Mà hai con đó mình cũng đã xài qua rồi, thì mình xài thằng này mình thấy nó ok hơn hai con kia. Chỉ trừ là cái cảm giác cầm lên nó nhẹ lắm, nó nhẹ không thể tưởng, tại mà hai con kia bằng kim loại, còn con này là bằng nhựa. Nhưng mà nó là được sản xuất ra bởi một cái hãng rất là có tiếng tăm trong giới âm thanh nha, thì nó cũng không có thuộc dạng vừa đâu, chỉ do cái hình thức nó như vậy thôi. Thì bây giờ mình đến với những cái cổng giao tiếp của nó. Thì cổng giao tiếp của nó là đây, nó sẽ có cổng MIDI in ha, MIDI in, MIDI out. Hai cái jack này là hai jack, để mình nhìn coi. À, hai jack này là hai jack phone, là nó cắm được hai cái tai nghe đây. Còn ngõ ra thì nó có bốn ngõ ra, bốn ngõ ra. Ngõ ra này là ngõ ra in ba lăng của nếu mà bạn xài jack phone sen. Nhưng mà nếu bạn xài ngõ ra này á thì ngõ ra 3 4, ngõ ra này, nếu mà xài ngõ ra này á thì các bạn sẽ không điều chỉnh được âm lượng trực tiếp ở trên cái núm này, các bạn chỉ chỉnh được âm lượng ở trên cái đo các bạn làm nhạc thôi đó. Thì bình thường là mình xài là mình cắm jack này đây, output. Còn bên đây là cũng out luôn, nhưng mà in ba lăng, có nghĩa là xài cho jack không sen. Rồi cái này là cắm, mình có cá thể cắm được mic nhạc cụ, mic hoặc là nhạc cụ guitar gì đó. Rồi thì cái này là cổng USB, USB Type-C, Type-C. Rồi xoay qua mặt trước của nó, đây mặt trước của nó. Mặt trước của nó thì gồm có hai nút này. Hai nút này là để chỉnh âm lượng, chỉnh gain của cái đầu vào. Hai cái input nè, input 1, input 2 thì nó sẽ tương ứng với lại đây. Input 1 thì nó sẽ là thằng này, cái gain của con này. Input 2 thì đây thằng này để chỉnh gain của nó nhé. Rồi. Tiếp. Cái này là nút volume monitor tổng nè. Là nó chỉnh output 1 2. Chỉnh âm lượng của thằng output 12. Đây là đèn tín hiệu, khi bạn cắm cáp vào thì nó sẽ sáng đèn ở đây, là bóng đã có tín hiệu rồi. Thằng này là thằng chỉnh volume cho cái thằng phone thứ hai, nó gọi là phone B. Còn này là chỉnh volume cho cái phone thứ nhất, phone A nhé. Rồi thì này đặc biệt nó chỗ là nó có một cái núm gọi là monitor mic. Thì cái này bên đây là input, bên đây là USB.
Thì USB có nghĩa là tín hiệu vào máy tính đó. Thì nếu mà các bạn vặn hết qua bên trái, qua bên input này, thì lúc đó các bạn mở âm lượng này lên thì các bạn chỉ nghe được cái tín hiệu đầu vào thôi, tín hiệu của mic hoặc nhạc cụ của bạn thôi, chứ các bạn không nghe được âm thanh tổng thể đó. Còn khi nào mà các bạn để ở giữa thì nó sẽ mix giữa hai nguồn này, nguồn nguồn đầu vào này và nguồn USB đó, là nguồn âm thanh bạn đang bật á. Còn bạn vặn hết qua đây thì các bạn sẽ không không nghe được mic, cái đèn này hơi chói khó chịu nha, sẽ không nghe được âm âm lượng đầu vào nữa đấy. Rồi thì cái này là nút nguồn 48V nè, nó có hai nút nguồn 48V cho hai cái hai la input ha, hai la input. Rồi các bạn nhấn xuống là nó sẽ có nguồn 48V, nó cấp cho những cái micro, những cái mic thu âm bình thường, những cái thu âm mà xài nguồn 48V. Còn những cái mic mà dạng giống như vậy nè, mic bình thường nè, consider nè, là nó có cái nguồn ngay đây rồi, là mình không cần xài nguồn 48V, cắm vào là có tín hiệu đó. Cái line này, lúc mà các bạn nhấn cái line này xuống á, là để các bạn sử dụng lúc các bạn thu nhạc cụ như guitar chẳng hạn đó, nhấn xuống để thu nhạc cụ. Rồi cái nó 2Z này là gì? 2Z này là nó để thay đổi cái mức trở kháng của cái đầu vào, có nghĩa là tăng trở kháng lên, thì để cho sử dụng những nhạc cụ mà nó hơi bạo lực một chút, giống như là guitar bass hay là những synth điện tử mà nặng nặng đó. Đó thì mình xài như vậy, cái tín hiệu của mình nó sẽ ổn định hơn. Thì cái hai bên nó đều như nhau nha, nhưng mà cái thằng 2Z này nó chỉ có tác dụng nếu mà cái nút like này được nhấn xuống luôn, nhấn xuống thôi, thì có nghĩa là nó chỉ tác dụng với nhạc cụ hoặc là guitar bass hoặc là mấy cái synthesizer thôi đó, còn không có tác dụng với lại cái thằng vocal là cái giọng hát nha. Rồi thì có một số bạn nói với mình là cái này nó có chức năng 4K, có nghĩa là chắc âm thanh nó hay lắm. Thì âm thanh nó hay thiệt, nhưng mà 4K này là gì? 4K này không phải là độ phân giải 4K giống như video các bạn xem, mà 4K này á, cái hãng này SSL này á, ngày xưa nó có làm một cái nguyên một cái mixer to thiệt to, nó gọi là SSL 4000. Thì 4000 đọc tắt là 4K, thì cái chức năng này nó sẽ giả lập cái thằng mixer đó, cái bàn mixer mà to thì to mà các bạn thấy ở trong phòng thu á đó. Cái bàn đó mà nếu mà cũ cũ thì chắc cũng phải 50.000 đô, thì thằng này giả lập lại công nghệ của thằng đó. Thì công nghệ đó là làm sao, nếu mà các bạn thu vào á, lúc các bạn thu vocal vào á, các bạn bật 4K lên, các bạn nhấn xuống nó sẽ đỏ đèn, à, 4K lên, thì lúc đó cái vocal của bạn nó sẽ có thêm một chút ở cái dãy cái tần số E, tần số thoáng á, đó, nghe nó sẽ có chép nhiều hơn một tí, cái mic nó sáng hơn một tí, và kiểu giống như là nó ấm hơn, tại nó giả lập gần như giả lập độ analog á, nó sẽ ấm hơn. Thì tại sao người ta làm cái này, làm như vậy thì các bạn có thể là cái tín hiệu đầu vào lúc mà các bạn thu vào á, các bạn không cần phải qua cái bước mà mixing để cho nó sáng sáng lên, cho cái vót nó bay lên đó, hoặc là các bạn saturator cho nó ấm lên, không cần, bấm vào là điều kỳ diệu nó xảy ra đó, vậy thôi. Rồi tất cả những công nghệ của một cái mixer mà 50-60 ngàn đô á, nó nằm trong đây, nhấn xuống là xong. Rồi thì về cái thằng này, nếu mà chất âm của thằng này là mình so sánh trên cùng một cặp loa, mình đang dùng loa Caraka Caraka 5 và một cái sub 8S, Caraka 8S, thì chất âm của thằng này nghe cái dãy chép và dãy mid đó, nó sẽ bay hơn, nó sáng hơn rất là nhiều luôn á. Trong khi đó thằng Complex 6 thì nó hơi cảm giác nó hơi bị tù túng, cái sao nó hơi bị bí. Cái đó là mình so sánh trên cùng cặp loa nha. Đó. Mình nghe rất là hay. Rồi. Và nói chung là thằng này hoàn hảo. Nó chỉ có hai nhược điểm là nó bằng nhựa.
và cái núm bằng nhựa trông có vẻ rẻ tiền đấy. Và cái nhược điểm thứ hai á, là cái USB Type-C này nè, nó lỏng lẻo lắm, cắm vào mà nó cứ lúc lắc, nó không có chắc ăn như cái sợi cáp của cơm led. Cáp cơm led cắm vô một cái là dính cứng ngắc, còn cái này là mình sợ nó gãy, mình sợ nó lỏng đó. Và những cái lỗ dắt này cắm vào cảm giác nó hơi lõm, hơi dởm, cắm nó không sướng. Thằng cơm led cắm vô ngọt lắm, còn thằng này cắm vô nó hơi bị lực hực xíu. Cái đó là cảm nhận của mình thôi. Thì thằng này nó đáng giá ở một chỗ là nó đi kèm theo cho các bác rất là nhiều plugin nè. Cái plugin nó đi kèm cho các bác rất là nhiều plugin nha. Nó có cái rồi. Dạ. Sorry. Rớt 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 rớt. Thì nó đi kèm cho các bác một cái Ableton. Ableton Little là Ableton bản mà rút gọn á, là bản quyền luôn. Và một cái Pro Tool bản quyền. Rồi để mình xem thử nó còn cái gì nữa. Mình chưa cài hết mấy cái đó nhưng mà nó đi kèm dã man lắm, đòi dã man lắm. Ableton Pro Tool, một cái cơm led, một bộ cơm led hybrid cây, là ở trong đó nó có 2.000 sao, 2.000 sao từ trống, percussion, bass, rồi nhạc cụ acoustic các thứ. Chà, bộ này cũng bộn tiền à. Rồi nó cho các bạn 1,5 GB, 1,5 GB sample. Các bạn có thể dùng ở trên cái web Club Loud. Thì cái Club Loud nó là một cái trang tổng hợp tất cả những cái loại, những thể loại sample trên đời. Cái loại sample, các bạn cứ lên search cái dòng nào, ví dụ bass house hay là cái gì đó, dubstep hay gì đó, nó sẽ ra sample cho các bác. Rồi các bác chọn tông hay chọn gì đó, các bác kéo về xài là nó tổng hợp được của tất cả những bộ sample đang mới. Thì nó cho các bạn 1,5 GB. Mà cái thằng Club Loud này nó cũng rẻ lắm các bác, một tháng đâu có nhiêu tiền đâu. Nhưng mà nó tặng vậy thì các bác cứ dùng thử, 1,5 GB là các bác tải được nhiều lắm. Rồi Pro Tool thì nãy nói rồi ha, Pro Tool là coi như là các bạn được hai đo để các bạn test sao cả. Và nó có một cái SSL Nati. Cái này là nó có một cái plugin gọi là Vocal Drip 2 và một cái Room Drip, là hai plugin của SSL luôn. Hai plugin nó mua thì tốn phí nhưng mà cái này nó có tặng kèm, hơi bị giá trị. Và đặc biệt là nếu các bác mua trong từ đây cho tới cuối năm á, là tới hết tháng 12 á, là sẽ có thêm hai plugin của SSL nữa, là một cái compressor LMC cộng và một cái flat verse của SSL luôn. À, hai plugin đó trị giá cũng mấy trăm đô ấy, là chỉ có từ giờ tới cuối năm, từ bây giờ tới cuối năm là các bạn mua nó sẽ đi kèm hai cái plugin đó cho các bác. Thì tổng hợp tất cả những cái đi kèm theo một cái sao kẹt này, sao kẹt SSL này, thì nó khá là giá trị so với cái giá 7,5 triệu của nó. Thì các bác có thể tham khảo, các bác có thể tham khảo, không phí tiền khi mua con này đâu. Mình cho cái đôi tai mình nghe được những cái âm thanh tốt nhất đi. Cái này là công nghệ mới nhất rồi, hiện tại công nghệ mới nhất, đồ chơi mới nhất mà giá mềm nhất, giá mềm so với những gì nó mang lại. Rồi thì hôm nay mình review ngắn gọn thế thôi, hôm sau là mình sẽ kiếm thêm mấy cái sao cạc nữa để mình làm cái, để cho các bạn nghe chi tiết cái âm thanh nó khác biệt nhau như thế nào đó. Còn trước mắt là mình giới thiệu tổng quan cho nó. Ok, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào một video sau nhé.